Rồi, chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh YouTube Đồ Nghề Nhật Bãi ha. Nay thì có mấy món linh tinh lên sóng nha nè. Thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ mình. Đó thì mình sẽ không có ship code và mình cũng không có bao ship luôn. Anh em xem tới đây anh em thấy ok với anh em thì anh em liên hệ mình để mua. Còn anh em thấy mà không đúng với nhu cầu của anh em á thì anh em khó quá thì cho anh em cho qua giúp mình ha. Rồi, đầu tiên cái mã số 0 nè. Mã số 0 này á thì hôm bữa mình đã bán rồi nha anh em. Thì một số anh em hay coi clip của mình thì sẽ biết là mình đang bán rồi. Đó thì mình gửi cho khách thì khách họ chưa biết cài đặt anh em. Thì họ có gửi nhờ mình bán lại giùm. Đó tại vì xài cái này nó hơi phức tạp ha. Đó nó hơi phức tạp đây. Thì cái này là một cái ổ cắm để hẹn giờ bật và tắt nha anh em. Đó, hẹn giờ bật và tắt thì cái hôm mình có thử là mình bật quạt, tắt quạt thì 2 tiếng sau nó tắt thì nó tắt thiệt. Đó, còn mấy cái phần này cài đặt thì mình chưa biết nè. Đó, nó sẽ có từ 1 đến 12. Từ 1 cho tới 12 tiếng đó, cộng trừ một phần bên là bật nè, một phần bên là hẹn giờ tắt. Đó. Đó ha, đây ha. Đó thì anh em nào rành thì anh em có thể anh em mua về anh em nghiên cứu thêm. Đó, đây là cái bốn cái chân của nó để anh em sử dụng ngoài trời mưa nè. Thì khi mà anh em sử dụng ngoài trời mưa nó sẽ đặt như vậy. Đó, nó sẽ đặt giống như cái con rồ nó úp ngược lại vậy ha. Đó, và con này sẽ là điện 100V, công suất là 1200W nha nè. 1200W thì nó sẽ có từng cộng cho anh em nè. Đó, cộng này là cộng 1200, cộng này là cộng 600W nè, mấy cái cộng này là cộng thấp hơn. Và nếu mà anh em xài cái chuôi tròn như vậy thì nó sẽ chống nước tối ưu hơn nha. Đó, cái chuôi tròn này tại vì anh em cắm vào nó sẽ chống nước tối ưu hơn, nó khít ngay luôn nha anh em. Đó, đây. Rồi, đó thì ở đây nó sẽ có một cái phần đèn báo để anh em đặt ngoài mưa, ngoài trời. Dây của nó là dây nguồn 10m. Ha, à, dây nguồn 10m 1200. Đó, 1200W thì cái này mình đang bán lại giùm là 350 ngàn nha anh em. Đó, thì anh em nào biết thì về anh em về nghiên cứu, chứ còn mình thì mình không có thời gian rảnh để mình tìm hiểu mấy cái này nha anh em. Đó, đây, mã số 0 ha, ổ cắm điện hẹn giờ 350 ngàn. Rồi, tiếp tục mã số 1. Mã số 1 thì mình sẽ có hai cái ổ cắm của Nhật để anh em sử dụng cho cái chuôi dẹp. Thì cái đầu tiên cái ổ này thì nó bị nứt ở đây một xíu nữa, nhưng mà nó không ảnh hưởng tới cái mà mình sử dụng như vậy nha anh em. Đó, và bốn ổ này nó hai ổ này nó đều có công tắc bật tắt nè. Đó. Anh em xài điện 100 hoặc 220 đều được nha anh em. Đây, máy in Japan ha. Dành cho 1500W Panasonic, dây dài, dây nguồn dài là tầm 2m nha nè. Dây nguồn dài là tầm 2m, công tắc bật riêng, bên này cũng vậy luôn. Dây nguồn tầm 2m nè, anh em bật thì nó sẽ lên màu đỏ ha. Con này là cũng made in Japan luôn, con này 3 ổ, bên này sẽ là 4 ổ nè. Giá của hai cái này là 250 ngàn hai cái. Dây này là dây 2.0 nha nè, lõi 2 chấm nè, ổ cắm là ổ cắm bằng đồng. Đó, nó có khoét cái lỗ để anh em xài những cái ổ cắm mà nó gặt á. Đó, còn đây là mình sẽ cắm gọn nè, mình gập vào nó không ấy, nó đúc liền nguyên khối ha. Anh em sử dụng cho việc mà mưa hoặc là cái tay nó ướt á, anh em cũng không sợ nó rỉ ha, tại vì là nó đúc nha nè, nó đúc rất là đã. Rồi, 250 ngàn bằng hai cái, mã số 1. Tiếp tục qua mã số 2. Mã số 2 thì mình sẽ có một cái bộ bạn lề 4 cái ha, gồm có cửa trái, cửa phải, nó có để đây cho anh em nè. Thì mình cũng sạc được là bốn cái nó giống nhau, mới chưa xài nha, nhưng mà nó rách cái bao bì rồi. Đó, anh em nhìn là của hàng Takigen, chất liệu là inox 304. Đó, anh em nào mà ở khu vực làm cửa chuồng trại này kia thì anh em sử dụng cái này. Ở đây chiều dài của nó sẽ là 75, bảng ngang ra của nó sẽ là được là 40 ha, mỗi bên là hai là 40. Đó, ở rai này là cánh cửa bên phải nha nè. Đó, khi mà anh em đóng vào nó sẽ sát rai. Còn đây là một cặp rai nè, đây là một cặp L nha anh em, mới chưa xài ha. Đó, cặp L là cánh cửa bên trái để khi mà anh em làm cánh cửa anh em đóng vào và nó sẽ rút cái cốt ra. Đó, chất liệu là bằng duy nhất inox, rất là đẹp luôn, dày khoảng tầm là 2 ly. Mình bán là 100 ngàn một bộ nha. Một bộ như vậy sẽ bao gồm là 4 cái. Đó, cửa tủ, cửa gì cũng được, cửa gì không quá quan trọng anh em. Đó, thì anh em sử dụng cái này. Đó, nó sẽ có một bộ, nó sẽ là hai trái hai phải ha, phải đúng mới xài được nha anh em. Đó, đúng mới xài được rồi. À, bộ này mình bán giá là 100 ngàn. Tiếp tục qua mã số 3. Mã số 3 thì mình sẽ có một cái quạt mới chưa xài của thằng USA. Thì cái này chút cuối clip mình sẽ test cho anh em. Con này đặc biệt nó chạy 12 hoặc 24 đều được luôn nha anh em. À, sản xuất tại Mexico nè, nhưng mà con này là của Mỹ nha, của US nè. Đó, à, sử dụng điện là 24V DC. Cái quạt này nó giống cái quạt turbo tăng áp ở trên xe lắm anh em. À, nhưng mà mình không biết phải không, nhưng mà mới chát chưa xài luôn, dây đồng rất là to, dây đồng nó to hơn những cái quạt mà ở băng điện của thị trường mình luôn anh em, dây đồng to lắm. Đó, anh em nhìn nè, đồng to sáng trưng à. Đó, chạy bằng than nha anh em.
đó, và rất là mới, rất là đẹp. Cái này cuối clip mình sẽ test sau cho anh em. Ở đây mình có đánh dấu là cộng nè, dây trừ, dây này đang đi cộng dây là dây chắc phải 2,5 ly á, to dây mạ bạc nó ở đây, hai cộng dây vào ở đây. Rồi chút nữa mình sẽ test sau cho anh em ha, mà giá là 850.000. Tiếp tục mã số 4, mã số 4 mình có một cái khò. Cái khò này thì nó của thằng Express. Đó, khò này bằng đồng, rất là chắc chắn, rất là đẹp, mình bán giá 650.000. Nhưng mà nó xài cho cái bình acetylene hay gì anh em, tại vì mình vào cái bình ga của Nhật đó, nó đốt không được, nó bị phật. Nó bị phật không à? Hay hoặc là mình chưa biết chỉnh ha, tất cả mọi thứ là zin nguyên bản nè. Dây của nó sẽ là dây chịu áp được 20 kg. Đó, cái bình ga của anh em ít khi nào nén được 20 kg lắm. Đó. Ha, rất là đẹp nha anh em. Đồng rất là dày, đẹp cực kỳ. Đó, dây zin dài khoảng tầm 1,5 m nha. Đó, mềm để anh em nối vào bình ga, bình acetylene gì đó. Đây, chui này vào được bình ga của Nhật, nhưng mà bình ga Nhật vào nó bị phật không nha anh em. Anh em lưu ý nha, lưu ý cái vấn đề đó. Đó, có thể nó chưa đúng ga, nó chưa đốt được. Đó, giá của nó sẽ là 650.000. Mã số 4 nè, rất là đẹp nha anh em, cực kỳ đẹp luôn. Rồi tiếp tục qua mã số 5, 6, 7 và 8. 5, 6, 7, 8 thì mình sẽ có những cái van một chiều tháo máy. Tất cả mình các loại mình tháo nó đều sẽ có khác nhau nha anh em. Cái này không phải của nó. Đây, 5 nè, 6, 7, 8 thì giá lần lượt sẽ là 400, 300, 250 và 200 và 250 một cái nha. Cái loại này thì anh em là van lá lật thì sẽ dành cho việc mà anh em bắt đứng. Đó, giá là 400.000 một cái. Thì khi mà nước giống như ở tầng 1 anh em bơm lên tầng 2 á, ngưng á, thì cái này nó sẽ sập xuống, nó không có bị trôi nước trong cái ống. Cái này là phi, sẽ là phi 49 nha anh em. À, cái này là phi 42. Cái này là phi 42, sorry anh em. Cái này là phi 42. Rồi, cái mã số 5 nè, phi 42 ha, 400.000. Đây, tiếp tục là phi 42 luôn. Phi 42 của cái loại này sẽ là 300. Đó, cái loại này anh em bắt chiều nào cũng được. Đó, chiều trái, chiều phải, hoặc là anh em bắt ngang như vậy cũng được. Còn cái loại này bắt buộc phải bắt đứng nha anh em. Cái này người ta gọi là lá lật, còn van này là van là so. Đó, ha, phi 42 luôn, hai cái này là phi bằng nhau. Tiếp tục số 7 á, thì van lá lật ở đây nó đang có một cái khúc thép nè. Và anh em bỏ cái này đi, anh em thay thế răng của anh em. Cái này thì răng của nó sẽ là răng 27. Đây là răng 27 ha. Đó, 27. Đó, giá là 200.000, con này cũng bắt buộc phải bắt đứng luôn nha anh em. Bắt đứng nó sẽ có cái chiều của nó nè. Đó, để anh em bắt đứng. Anh em nào mà hay làm như hay để cái máy rửa xe mà nó cái trừ tình trạng mà anh em để trên thùng phi ở dưới cho nó hút lên, thì anh em có thể gắn cái này dưới đáy nữa, để khi hút lúc nào trong nước nó cũng sẽ có, trong ống của nó cũng sẽ có nước ha. Rồi, mã số 8. Số 8 là 250 một cái nè. Cái này là phi 34 nha anh em. Phi 34, nó to hơn phi 27 nè. Đó, là phi 34. Van này là van lò xo, anh em đặt ngang, đặt đứng, đặt nằm gì cũng được nha. 250.000 một cái. Và răng nó là răng 34. Đó, ở đây không có răng 21 ha. Cái này răng 27 nè, 34 nè, 42 nè. Rồi, đó. Rồi tiếp tục qua mã số 9. Mã số 9 thì mình sẽ có một cái hộp Rive. Hộp này thì nguyên luôn, để mình lấy cái hộp vợ mình đang xài cho anh em. Thì đây là một cái hộp vợ của mình nè. Hộp vợ này là mình đang xài ha, Made in Japan. Một hộp thì nó sẽ là 1.000 con. Đó, cái phôi này khi mà anh em rút ra rất là đẹp luôn. Đó, bằng nhôm, chất liệu là nhôm ha. Dành cho cái này là Rive 2,4 ly. Thì mình bán nguyên một hộp như vậy, nó nặng khoảng gần 1 kg là 300.000 nha anh em. Một hộp là 1.000 con nha. Đó, thông số đầy đủ của nó rất là rõ ràng cho anh em. Đó, cái này là mình mua về, mình sợ nó rớt cái nắp hộp anh em. Nó giống như vậy nên là mình đã bọc nó lại để cho nó khỏi thất thoát con nào. Đó, còn cái hộp này là hộp mình nó bị dở, thì mình giữ lại một hộp mình xài, thì nó mất cái nắp nè, nó có độ và có thất thoát ha. Thì mình sẽ giao cho anh em là những cái hộp nguyên. Đó, không có bị mất con nào hết đó. Một hộp là một hộp là 1.000 con. Đó, Made in Japan. Phôi khi mà anh em rút ra nó cực kỳ đẹp luôn. Đó, bằng nhôm nha anh em. Rồi tiếp tục qua mã số 10. Mã số 10 thì mình sẽ có một cái ấm cho anh em rót cà phê. Đó, Made in Japan. Dung tích là 1 lít, nấu trên được tất cả các loại bếp, giá là 300. Đây. Đó. À, cái ấm này qua sử dụng rồi nha anh em. Bên trong nó là cái tình trạng cầu vồng nhiệt, là sao là khi mà anh em quên rót nước mà anh em đặt lên bếp á, nó sẽ bị biến đổi nhiệt giống như tình trạng này. Đó ha. Thì dung tích 1 lít nha. Cổ ngỗng để anh em châm, anh em rót cà phê, giá là 300.000. Rồi qua mã số 11. Mã số 11 thì khách mình mua một cái vòi này, nhưng mà tại vì lúc ban đầu nó rẻ, về sau khi họ xây nhà mới họ lên anh em, thì cái vòi này nó bị chày nhiều quá, họ không có vừa ý nên là họ có nhờ mình thanh lý lại. Thì chấp nhận lỗ bình thường, tại vì hồi đầu mình cũng bán là cái vòi chày,
chung cái gì hết đó. Thì mình bán nó mắc hơn giá phế liệu một xíu thôi nha anh em, là 480, tại vì cái bộ vòi này nó nặng lắm đó. Thì đây tình trạng chày của nó nè, anh em nào mà nhà cũ hoặc là ở cái mức độ mà anh em chấp nhận được á, thì anh em có thể mua cái này về anh em sử dụng ha. Tất cả phụ kiện của nó đều đầy đủ, không có thiếu cái gì hết nha anh em. Ở đây tình trạng của nó là chày gọi là chày xước, chày sâu nha anh em. Đó, còn lại là vòi chưa sử dụng, nhưng mà khi ướm lên đó anh em không chịu, tại vì nhiều khi anh em xây nhà, anh em ấy nhà cũng biết, đâu phải là một mình anh em quyết định, còn nhiều người nữa ha. Đó, ưng cái mắt thì mới được. Ở đây thì anh em sẽ cấp nước vào đây là răng 17 nè, 17 đó, anh em có thể chuyển 17 sang 21. Và đây là một cái vòi để anh em có thể xả hoặc là anh em nối nước sang một cái thiết bị khác đều được ha. Đó, ở đây nè, anh em thấy không, nó gắn cho anh em một cái vòi là răng 17. Anh em muốn xài 21 á, thì anh em mở cái này ra. Đó, anh em siết chặt ở trên thì nó sẽ thành 17, 21. Đó, anh em có thể như vậy. Những cái dưới này cũng vậy thôi. Đó, nhưng mà ở đây hãng nó không có trang bị cho mình phải đi mua. Thì ở ngoài nó tầm mười mấy, 20 ngàn một cục như vậy. Đó, thì anh em có thể nối ra chuyện răng 21. Đó, vòi này rất là nặng nha anh em. Để mình vặn cái này lại, không có nó mất cái phụ kiện của anh em. Đó, để chút nữa vặn luôn. Đó, rất là nặng ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đo kích thước của nó cho anh em coi. Thì bề ngang từ cái tim vòi này nè ra tới cái tâm này là khoảng tầm là 23, là tới đây nha anh em. Đó, là tới đây là khoảng 23. Đó, còn từ phần trên này chiếu xuống nó sẽ là 20. À, 20. Đó, từ đây chiếu xuống để cái này đi ra nè là 20. Là chiếu từ đây ra là 20 nè, lên đây là 23. Để anh em hình dung ra cái việc anh em gắn cho cái vòi rửa chén của anh em. Đó, anh em lưu ý nha. Đó, vòi này của Đức ha, rất là nặng, bằng đồng hoàn toàn luôn. Nặng lắm, nhưng mà có điều nó bị chày nè, xước xác nè. Nói chung là ở một cái này thì nó bị dơ ha, nó bị dơ, còn một số cái nó chày thì mình thanh lý giùm thôi. Đây, đó, chày. Cái lớp ấy của nó rất là dày, nhưng mà ngoài bãi thì anh em cũng biết rồi, hàng tấn nó đè lên thì chấp nhận thôi ha. Phụ kiện là đầy đủ nha, ống nóng, ống lạnh. Ống này anh em có thể làm một cái cấp nước sơ cua hoặc là xả, nói chung là miễn sao anh em không đụng vào cái vòi này là được. Cái vòi này nó sẽ liên quan tới đây. À, khóa chặt lại, anh em chỉ sử dụng trên này thôi. 480 ngàn, bao của Đức luôn nha anh em. Hồi đó là nó có hộp, bây giờ thì mất hết hộp rồi. Rồi, tiếp tục qua mã số 12. Đây, 12 thì mình sẽ có một cái vàng tưới cây, giá là 250 ngàn một cái. Ở đây á, có những cái là tất cả đều là mới chưa xài, nhưng tình trạng của nó là sao, tại sao anh em sẽ thấy cái màu khác. Thì những cái mà nó còn nguyên trong bịch như vậy nè thì nó không có bị biến đổi đó. Còn những cái mà khi mà ra ngoài hoặc là thậm chí về sau anh em sử dụng á, thì nó sẽ có cái màu như vậy, màu đồng cũ nha. Đó, thì cái con này để mình lấy cây mới cho anh em dễ coi. Thì một số cây nó sẽ có vết móp nha, thì những anh em nào mà mua trước á, thì mình sẽ ưu tiên, mình gọi là ưu tiên cho những anh em nào mà mua trước thì những cái cây nguyên trong bịch như vậy đó, như vậy đó. Nhưng mà cái cây này nó cũng rớt ra ngoài nên là nó sẽ bị tình trạng như vậy ha. Đó, thì mình sẽ ưu tiên. Đó, tại vì anh em mua trước thì anh em được ấy mà. Còn lại những cây sau thì mình sẽ giao những cây khác ha. Anh em nào ok thì mình mới giao, chứ còn mà kêu cùng 5-7 người hỏi một cây đẹp thì ở đây mình chỉ có 3 cây mình thấy nó đẹp nhất thôi. Đẹp ở đây là đẹp về hình thức con mắt á, chứ còn khi mà anh em về anh em xài lâu dài rồi nó cũng sẽ ra cái màu này y như mình thôi ha. 250 ngàn một cây, anh em thấy không? Đây. Đó, ở đây nó có dấu cấn mà không ảnh hưởng ha. Cái này anh em sẽ xài cho cái dây từ 16 tới 23 được luôn nha anh em, 23, 24, 25 được luôn, tại vì anh em dòng tới đây. Đó, thì cái này nó rất là mịn nha, nó trên 500 lỗ, để mình cho anh em coi. Đây, ghetto nè, G37 và đồng của nó rất là dày. Đó, anh em nhìn qua cái này là dày khoảng tầm là 1 ly hợp kim đầu. Cái này anh em sử dụng cho máy cũng được, anh em đặt máy vào anh em bơm. Và lâu á, anh em sử dụng á, thì anh em xả cái này ra để anh em vệ sinh. Đó, cái bét nó là cực kỳ mịn luôn nha anh em. Để mình lấy cái ấy mình khở nó ra nha nè, để anh em nhìn xuyên qua cho nó dễ. Đây, đó. Cái này á, thấy ở trên web ở Việt Nam có bán anh em, nhưng mà tới gần 1 triệu một cây đó. Còn đây là mình bán hàng bãi ha. Cái này anh em sẽ sử dụng được cho những cái máy bơm nước áp lực đó, mấy cái máy bơm nó ra cái tia mịn hơn. À, anh em nhìn nè, thấy nè. Đó, tại vì trên web nó để là những cái này nè, nó hơn 500 lỗ, nó tạo ra cái tia mịn lắm. Anh em tưới cây nó không bị sói nè, không bị dập lá. Đó, để mình đo cái đường kính của nó cho anh em. Đường kính của nó sẽ là 60-65. Và chiều dài của nó sẽ là được khoảng tầm là 40 quá. 34 nha anh em, 34. Đây, 34 ở phần dài nhất. Đó, cái này anh em nào mà tưới vườn thì hết bài luôn. Đó, vặn nhẹ thôi.
Rồi cái này để chút mình lấy một cái cây, một cái cây xấu nhất đi, cây này vừa móp mà vừa đổi màu nữa, 250.000 thì mình sẽ thử cho anh em. Rồi tiếp tục qua mã số 13. Mã số 13 thì mình sẽ có một cái cây đèn chống cháy nha anh em. Cây đèn chống cháy này giá là 1.600.000, bao gồm dây nguồn zin là 3m và công suất của nó sẽ là 25W điện 100V. Thì cái này anh em có thể thử sử dụng, thứ nhất là một cái thế treo nè, thứ hai là cái thế cài đó, anh em bắt xuống đây. Cái này anh em sử dụng ngoài trời, trên tàu biển, nói chung là trên tất cả các loại môi trường, kể kể trong môi trường cây xăng, khí ga này kia đều được nha. Đó, cái này là đúng công việc của nó thôi nha anh em, chứ anh em không thể dùng để chiếu sáng trong cái môi trường bình thường được. LED nè, tiêu chuẩn chống cháy của nó là ở đây 4EG2 nè. Đó, điện 100V, công suất 25W. Đó, đây. Đó, dây nguồn này thì nó là dây nguồn dài 3m và nó là rất là to. Thì ở đây nó sẽ có một cái chế độ là này, khi mà anh em không xài cái chốt này, anh em xoay nó thì nó sẽ thụt xuống, chứ anh em không cần bẻ như một số loại nha anh em. Đó, anh em gặt nó xuống đây. Rồi thứ hai nữa là anh em bẻ qua đây thì nó sẽ cứng luôn nha anh em. Nó cứng luôn, anh em sẽ không có bẻ nó xuống được, là anh em sẽ có 3 chấu. Còn khi mà anh em muốn xài 2 chấu thì anh em gặt qua. Đó, gặt qua thì nó sẽ thụt xuống đúc toàn bộ luôn, là anh em không có sợ nước vô luôn nha anh em. Không sợ nước vào nguyên một cái cọng dây luôn, kể cả anh em thảy xuống nước luôn. Thảy xuống nước ở độ sâu khoảng tầm 1m là không có bị vào. Đó, cái này sử dụng trong cái môi trường khí ga, chất dễ cháy, thân bằng nhôm và nó rất là nặng, giá là 1.600.000. Có hai thế cho anh em, một là treo ở trên xuống, hai là anh em chiếu, và nó rất là sáng nha anh em, cực kỳ sáng luôn. Trong cái phòng nó khoảng tầm 10m là anh em sẽ chiếu xa được một cái vùng như vậy. Đó, chiếu sáng, sáng tỏa ha. Đây chip LED của nó đây cho anh em xem. Đó, anh em về anh em không thích cái bảo vệ này thì anh em có thể tháo cái chóa bảo vệ ra. Ở đây trong cái này là cái lồng kiến của nó, anh em thấy cái viền kim tuyến này không? Chính cái viền này nó sẽ là cái viền khuếch tán ánh sáng rất là tốt, cực kỳ đẹp luôn. Đó, anh em bỏ cái viền này ra, tại vì cái viền này nó dùng để bảo vệ cái chóa nè, cái gương ha, cái kiến. Đây là cái kiến cường lực. Anh em gõ vô nghe bong bong đã lắm. Rồi, cây này là 1.600.000 nha anh em. 1.600.000 nặng khoảng tầm 5 kg hơn á. Rồi. Rồi mã số 14 ha, thì mình có một cái máy làm đá bào. Nặng 24 kg, giá là 2.600.000 ha. Thì những anh em nào mà kinh doanh hoặc là có muốn ở nhà làm đá bào thì anh em có thể lấy cái này. Ở đây. À. Thì con này máy in ra băng nha nè. Con này IC Savell nè, model nè. Đó, anh em có thể tăng chỉnh cái độ chạy nhanh của cái này là qua cái con ốc vít ở đây. Đó. Máy in ra băng ha. Con này nó có một cái cầu giao nhiệt để cái đuôi nhiệt để tránh trường hợp máy quá tải nè. Quá tải hoặc anh em chạy mấy tiếng đồng hồ nó quá lâu thì nó sẽ bị ngắt. Đó, nó không có cháy cái motor. Con này điện 100V, rất là hoàn hảo luôn nha anh em. Đó, rất là dày, nặng, nhỏ nhỏ thôi mà rất là nặng luôn. Điện 100V để mình coi nó bao nhiêu watt đây ta. Không thấy cái tem watt của nó. Con này mình đoán chắc tầm 300W quá. Ha, không thấy cái tem watt của nó nha anh em. Cái này chắc phải lên hãng của nó tra thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ chỉnh cái lưỡi dao nè. Chỉnh cái lưỡi dao lên. Đây, và mình vặn lên ha. Đầu tiên cho anh em coi máy chạy không tải trước đi. Đây, cắm điện vô để gạt công tắc xuống. Rồi, cắm điện vô nè. Rồi, bật lên. Đó, chạy rất là êm ha. Đó, nó sẽ tự nó đẩy xuống nha anh em. Rồi, bây giờ mình sẽ ngắt nè. Để gạt quay cái này lên. Đó, cái này là quay lên. Để mình coi cái lưỡi. Rồi, đây, mình sẽ chỉnh cái lưỡi ha. Cái lưỡi cho nó cao cao lên xíu. Rồi, bây giờ mình lấy cái cục đá nha. Anh em nào làm đá bào thì rất là đã, đặt nó vô đây. Rồi, chỉ cần gạt cái công tắc thôi, nó tự động nó làm cái phần việc của nó. Đó, đây, nó sẽ bào ra nha anh em. Đó, nó bào ra rất là mịn luôn. Đó, cực kỳ mịn luôn, như cái bông tiết vậy đó. Tại vì mình có một cái cục đá mỏng thôi. Cái này đúng ra anh em đừng có như mình. Ví dụ như anh em thảy vô cái cục đá đúng không? Anh em đưa cái cục đá vô á, thì anh em đặt quay cái này xuống. Đó, quay cái này xuống thì ok hơn ha. Còn mình để nó tự quay á thì nó sẽ đánh lung tung hết rồi. Bây giờ bật lên nè. Đó, cái này tại vì nó hết rồi nha anh em. Nó hết đá rồi anh em ơi. Đó, nó ra rất là mịn luôn. Đó, anh em sờ vào anh em mới biết cái cảm giác thôi, chứ còn bây giờ mà
mà anh em qua cái máy ảnh đó thì anh em không thể biết được nó mịn đâu, tại vì cái này mình bào nó nhanh lắm, giống như anh em ăn đá bào bình thường người ta bào tay vậy đó, còn cái này bào máy thì nó nhanh hơn rất là nhiều và nó không có bị hạt nha nè, nó mịn luôn, tại vì hồi trước mình có con này mình xài rồi đó, ngậm vào miệng là nó tan luôn đó, và công suất nó nhanh nữa, nó chạy rất là êm đó. Anh em kiếm cái cục đá bự bự mà dày dày á, to, đường kính nó khoảng tầm, cái này thì được khoảng tầm 20. Ở đây nó có một cái nắp bảo vệ nè, đó là nó sẽ để như vậy đó, mình chưa biết cố định nó như thế nào đó, nó sẽ nằm như vậy ha để bảo vệ cái trường hợp mà nó bị văng ra. Thì về anh em rửa sơ đi, anh em rửa sơ đi là anh em sử dụng thôi, chỉnh lưỡi dao này kia thì như mình nãy mình chỉnh ở đây nè, còn nó mỏng quá thì nó không chỉnh được ha đó. Tất cả những cái này của nó là bằng nhôm đây, bằng nhôm hợp kim nhìn rất là đã luôn đó. À, rất là sạch đẹp, không có ấy, nó chỉ dính dơ thôi, dơ là do ngoài bãi mình chưa có vệ sinh nha anh em đó. Ở đây khi mà anh em sử dụng á, anh em hứng nước ở dưới đó, còn ở đây là mình đang test cho anh em đó, máy đá bào rất là đẹp và nguyên vẹn, không có bể vỡ, nó chỉ dính bụi thôi. Rồi đây mình quay tổng quan cho anh em nè, con này nặng tới 25 kg lận nha anh em, 24 kg chứ, sorry, 24 kg, nặng lắm. Mình chưa tìm được cái thông số của nó, tại vì mình biết nó là điện 100V rồi đó, công suất thì mình cũng chưa có tìm được, mình đoán nó khoảng tầm 300W, tại hồi trước cũng bán một con rồi đó, mà mình lâu quá rồi không có nhớ được. Đây, không có bị bể, không có bị vỡ nha anh em đó, vỏ bọc nè, chân là bằng gan, nặng chịch luôn, nặng lắm đó. À, ok, con này thì mình bán giá là 2.600.000, nặng 24 kg đó. Thì ở bên trong sạch sẽ, bên ngoài là không có liên quan gì tới cái phần đá nha anh em. Anh em làm đá sạch này kia uống là thoải mái luôn, vô tư luôn. Rồi, đây nè, có cái lồng nè. À, con này 225W nè, chạy liên tục được 30 phút nè. Đây, thông số nó đây anh em ơi. Đó, anh em nhìn nè. Tại vì đây, tàu điện 100V, 225W nè, chạy liên tục là 30 phút nè. Đó, mã là C-150S nè. Rồi, ok nha anh em. Đó, có thông số rồi, lâu quá rồi không có nhớ nó nằm trong này luôn á, cứ đi kiếm ở ngoài. Giá 2.600.000, cái này anh em lấy cái tua vít anh em chỉnh được cái tốc độ quay của thằng này nha anh em. Cái phần này sẽ là chỉnh vô cái phụ thuộc vào cái tốc độ quay của thằng này. Đó, máy in ra băng. Rồi, 2.600.000 anh em làm đá bào bán 1 tháng là thu hồi vốn liền. Nó rất là nhanh luôn. Làm nhanh lắm, anh em bào tay thì nó lâu, với cái con này một cục đá khoảng dày khoảng tầm 10 phân là nó bào trong vòng 1 phút à. Rồi. Rồi, tiếp tục mã số 15 ha, là mình có một con bơm từ giá là 2.800.000, bơm tăng áp chứ mình sorry nè, mình lột bơm tăng áp ha. Con này là đời của hơn 20 năm về trước. Đó, nắp này lúc nó là bằng kim loại nha nè, đời về sau của mình á, tất cả nắp nó sẽ bằng là bằng nhựa. Đó ha, nắp con này là bằng kim loại, khối lượng con này là khoảng 20 kg. Đó, thì tình trạng của nó là qua sử dụng rồi nha nè, và nó không còn đẹp lắm. Đó, nhưng mà anh em sử dụng là vẫn là vô tư. Đây, thì chân bước răng vào của nó sẽ là răng 34 ha, ở bên ngoài này vào sẽ là chuyện 21. Anh em nào thích xài 27 thì anh em bỏ cái cục đồng này đi, đồng này là của người ta gắn chứ không phải của mình đó, nhưng mà mình để nguyên. Rồi thì thông số của nó sẽ nằm ở đây cho anh em nha. Điện con này là 100V, mình đọc nha, điện 100V, từ từ để mình quay xuống đây cho anh em dễ. Điện 100V nè, điện 100V, công suất là 0.25 kW, có nghĩa là nó khoảng tầm là 250W đó, lưu lượng là 37 lít trên 1 phút và đẩy xa nha anh em, không phải đẩy cao, là 12m đó, ví dụ trong cái đường ống của anh em nhà tối đa là 12m đó. Và đây là lưu lượng nè, áp ngắt sẽ là 2 kg và áp chạy là 1.4 kg đó, nói chung là 1.4 kg đến 2 kg thì anh em có thể chỉnh được cái con ốc ở trên này. Và khi mà nó quá tải hoặc là khô nước này kia nó sẽ báo lỗi, thì anh em phải dỡ cái nắp ra, anh em đấm bấm cái này để anh em reset ha. Đó, đây nó có cái phần chỉnh cho anh em nè, theo cộng theo trừ giống như cái rò le đó. Ở đây mình thử nước rồi đó, thì nước nó chạy trong này ra đó, nước này là nước của mình thử nha anh em đó. Thì tình trạng của nó là nó có reset như vậy nhưng mà nó không ảnh hưởng tới cái công năng sử dụng nha anh em, tại vì con này nó sử dụng quá lâu rồi. Ở đây ha, tình trạng của nó đây, mình có quay cho anh em coi. Rồi, motor của nó là motor zin của Nhật luôn nha anh em. Motor zin của Nhật luôn. Tình trạng là mình thử ok hết rồi, mình bao anh em xài luôn. Con này giá là 2.800.000, chạy siêu êm. Đó, clip test thì cuối clip mình sẽ test sau cho anh em ha. Con này được sử dụng để tăng áp cho những căn nhà cấp 4, ví dụ như nước anh em quá yếu thì con này tự động chạy và tự động dừng.
Quan trọng là đường nước trong nhà của anh em phải kín nhé, anh em không kín là nó sẽ chạy liên tục 24/24 tiếng. Rồi, con này giá là 2,8 triệu, nặng hơn 20 kg. Đó, thì anh em nào mà muốn mình bao ship á, thì phải hỗ trợ mình 50 ngàn, tiền mình mua thùng mút mình đóng vào, chứ mình không thể đóng vào những cái kia được nha anh em. Còn em tới nhà lấy thì mình sẽ hỗ trợ là tiền bớt tiền xăng cho anh em. Đó, con này giá là 2,8 triệu, rất là nặng nha anh em. Zin nguyên bản không có đụng chạm, chỉ có về là cắm điện sử dụng thôi nha anh em. Đó, thì lâu ngày nó có ten anh em, nó có ten trong này thì nước chạy ra mình đã xả hết ten rồi chứ không có sao hết. Còn những cái con này của nó rất là dày, ở motor chạy siêu êm luôn, ở motor rất là mới ha. Cái này mình không có sơn dặm nha anh em, màu này màu motor, còn cái màu này là màu nữa, màu của cái mà những cái đồ mà nó tiếp xúc với nước nè. Đó, còn cái này là motor rồi. Ok, rồi tiếp theo là một cái bồn rửa chén lưu động nha anh em. Bồn này thì rất là to, chiều ngang của nó sẽ là 46 nè, 46 ha. Con này chất liệu là bằng thép không rỉ nha anh em, 46, cao 70 nè, ngang 70, và chiều cao ở phần này sẽ là 15. Cái bồn này rất là lớn nha anh em, bồn này nó nặng khoảng tầm 16-17 kg gì đó, lâu quá mình cũng không nhớ. Và mình bán giá là 1,6 triệu nha anh em. Đó, ở đây nó có cái lỗ gắn vòi cho anh em nè, về gắn vòi nước. Đó, vòi nước ở trên này, cái lỗ này lỗ chân răng thông dụng nè. Chất liệu là bằng thép, nhưng thép trắng anh em, nhưng mà nó không bị rỉ sét nha. Cái này là của Nhật, không phải của Việt Nam. Đây là cái nút bít của nó là cũng bằng inox luôn. Đó, nó sử dụng nút bít này, dây inox luôn. Dây anh em có thể gài ở đâu đó bên này, thì khi mà anh em gắt vào á, là nó kín luôn nha anh em. Đó, và nó được chấn bốn góc này để nước lúc nào nó cũng tụ vào đây. Đó, không rỉ sét ha. Đó, cái này để ngoài trời cũng không có vấn đề gì luôn. Đây. Đó, của Nhật ha. Thì cái này là răng 42 nè, anh em về mua mấy cái ống của Việt Nam anh em cắn vào là vừa hết. Chất liệu là có hít 500 nhưng mà không rỉ sét nha anh em, lưu ý. Đó, trừ khi nào mà anh em lấy cái máy mài, anh em mài cho nó mất cái lớp bên ngoài đi thì nó mới sét thôi. Là ý là mình cố tình mình phá anh em. Đó, cái này qua sử dụng rồi nha. Chất liệu là bằng thép không rỉ nè. Đây. Đó, qua sử dụng rồi nhưng mà còn cực kỳ đẹp luôn. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Đó, đây giá 1,6 triệu nha. Cái nút bít của nó rất là hay, nút bít là bằng kim loại. Đó, đưa vô hướng là vừa luôn, không có bị chảy nước. Đó, không có bị chảy nước ha. Rồi, giá 1,6 triệu, mã số 16 nè. Rồi, mã số 17 thì mình có giá là 9,5 triệu. Thì đây là một cái rulo bằng inox nha anh em. Có khớp xoay này kia tất cả là đầy đủ luôn, nhưng mà mình chưa có gắn vào thì mình giới thiệu thôi. Thằng này là cuộn Liam ha, chất liệu hoàn toàn là bằng inox, không có hít 500, trừ cái cuộn dây, cái cuộn lò xo trong này thì bằng thép nha anh em, lưu ý. Rồi, đây ví dụ mình hít cho anh em nè, 500 ở đây nó không có hít nè, đó là bằng inox hết nha. Nhưng mà bên trong này nó sẽ có một cái cuộn lò xo, là những cái nam châm cực kỳ mạnh cơ, mình mới hít được. Đó, cuộn lò xo. Thì toàn bộ con này là bằng inox. Inox ha, đường kính của nó sẽ là 50 50, và nó có một thế là thứ nhất là ném bắt vô tường, thứ hai là thế gác máy, và thứ ba là thế bắt xuống sàn hoặc là treo. Con này rất là nhiều thế để ném gắn nha nè. Đó, của Lamberry nè, con này của Mỹ hoặc của Anh gì thôi mà lâu quá mình quên nó là của nào rồi. Đó, tất cả đã được mình kiểm tra vào mỡ bò, lực kéo rất là ngon. Có điều là cái này nó to quá anh em, nên là mình sẽ hỗ trợ anh em vào dây. Đó, tại vì dây zin của nó to bằng ngón chân cái á, rất là to ha, nó cuộn được 20 mét dây, dây lớn. Đó, và những anh em nào mà sử dụng những cái con máy mà rửa xe trên 5 ngựa nha, mình nhắc lại là trên 5 ngựa, thì anh em có thể sử dụng cuộn cái này để anh em thu hồi dây. Tại vì cái công mà mỗi lần anh em mà thu hồi dây này kia nó rất là mệt. 5 ngựa cho tới 10-15 ngựa, 20 ngựa cũng vẫn xài cái rulo này nha. Bản chất thô của cái rulo này là 20 kg nè, 21 kg trọng lượng thô, anh em lưu ý nha. Rồi anh em, thì cái con này mình không có điện 24, mình không có hai cái bình này, nên là mình thử 12 cho anh em nha. Đó, anh em vô 24 thì nó sẽ chạy ác hơn. Đó, anh em nào mà cần ít nhu cầu mà anh em sử dụng 12 thì vẫn được ha, không có vấn đề gì. À, coi 12 nó chạy nè, 12 nó chạy. Đó. Ha. Cái này đang chạy là có nửa công suất của nó anh em. Đây rút ra nè. Nó chạy siêu êm luôn. Đó, cánh ngưng rồi nè. Đó. Ha, chạy rất là êm, của Mỹ. Đó, thì ở đây nó có ba cái chân để anh em gác vô đâu đó thì mình cũng không rành. Đó, 1 2 3 nè. Đường kính của con này là khoảng tầm 15 nha anh em, khoảng tầm 15. Đo lỗ này khoảng tầm là 40 40. Rồi, để mình đo lại cái cho chính xác.
họng này khoảng 45, sorry anh em, đường kính khoảng tầm 14,5 đúng không, đường kính khoảng tầm 15, họng này họng ra 45 rồi, ok nha anh em, chạy ok, giá 850.000. Đây mình chỉ thử 12 thôi, tại vì mình không có con dây sườn này, không biết bắt đi đâu, bắt chắc bắt vô sườn. Đây là hai cọng dây chạy nè, rồi bye bye nha anh em. Rồi đấy, thì bây giờ mình không có cái đường để nhét dây vô thì mình sẽ dùng cái này ha. Đó, rất là đã luôn nha nè. Nó tưới ra tia cực kỳ mịn luôn. Cái này anh em gõ chữ Zetto G37 á, Việt Nam cũng có bán, thì anh em có thể tham khảo thêm. Và cách nó mô tả anh em đừng quan tâm tới giá bán, tại vì nhiều khi anh em quan tâm tới giá bán, anh em mua của mình cũng vậy à. Đó, mình chỉ quan tâm tới cái việc cách liệu nó mô tả là hàng thủ công rồi như thế nào thôi. Đó, anh em làm kính ở đây đi, nước ở nhà mình cơ bản nó cũng không có được mạnh nha nè. Đó, nước của mình nó không có mạnh. Đó, cơ bản nó yếu lắm. Đó, đây. Đó, chạy mực lắm ha. Cái này anh em nào mà nước mạnh vô qua hệ thống này kia nữa là tuyệt vời luôn. Tại vì nước của mình nó yếu. Đó, tê cực kỳ mịn luôn nha nè. Rồi, 250.000 một cây. Chất liệu là bằng đồng. Anh em làm kính thì nó sẽ dễ hơn. Đó, tại vì nó chạy mà cái ống dây của mình nó giật gì giật không anh em. Này, ống dây của mình nó cũng không có... Đó, bóp lại là cái là được à, chứ nó không có mặt. Rồi ok nha anh em, 250.000 một cái. Rồi mịn cực kỳ. Đó, nó ra họng to lắm, ra to lắm. Nếu mà nước mạnh nó búng ra xa nha anh em, tại vì nếu mà nước mạnh cái tia này nó căng lắm, nó đã hơn, còn nước mình nó yếu. Đó, rồi là nước mình nè. Đó, bịch, lấy tay bịch lại cái là được, chứ nó không mặt. Rồi rồi đây anh em, thì cái rulo này là cái rulo gác máy ha, rulo này trước mình có gắn rồi, thì cái của mình sẽ là cái bị móp ha, thì mình vào cái ống dây rất là bự, ống dây này nó to hơn ngón tay cái của mình luôn, nó dành cho cái con máy khoảng tầm là 10 ngựa nha nè, máy mình là máy 10 ngựa, nhưng mà vẫn chưa xi nhê với cái rulo này, đó, à, chưa có xi nhê với cái rulo này, đó. Anh em kéo ra kéo vô rất là nhẹ nhàng, tại vì khi mà mình gác lên rồi anh em, đó, nó rất là khỏe, đó, anh em có thể nhìn. Đây ha, ok ha. Đó, nghe cái tiếng nó rẹt rẹt nè. Đây mình sẽ, khi mà anh em mua, mình sẽ gắn luôn khớp xay zin của nó cho anh em nha. Tại vì mình phải tháo ra cho chất chồng cho nó gọn, chứ không có để nó ấy được ha. Đây là khớp xay của nó nè, anh em sẽ có đầy đủ hết, anh em không phải lo. Rồi, và là vô bao xài thôi. Ví dụ như anh em muốn xài áp mấy trăm á, thì anh em mua cái cọng dây anh em áp vô thôi, chứ đâu có vấn đề gì đó. Rồi, ok. Thì mình sử dụng nó qua một cái này. Đó, cái này để chốt nó lại nè, tại vì mình khi mà sử dụng máy thì mình sẽ kéo thẳng ra, nó toàn bộ máy full inox ha. Rồi đây, đó, đây mình chỉ bán cái rulo này thôi nha anh em. Tại rulo mà nào mà anh em nào mà sử dụng ngoài trời á, những cái này ngoài trời là mình bao hết luôn nha anh em, tại vì nguyên bản của trang web nó để á là sẽ dành cho cái việc ngoài trời chứ không ở trong nhà. Còn anh em nào muốn đẳng cấp hơn người ta á, thì có thể dứt một cái rulo như vậy. Đó, rồi, rất là nặng nha anh em. Đó, lên tới là 20 kg, nếu mà vào dây này kia nữa nó khoảng tầm 30-40 kg, nên là anh em phải có cái khung thật là chắc để anh em bắt, hoặc là anh em bắt lên tường, tường là anh em bắt ngang ra, và cái thứ ba nữa là anh em treo ở trên trần treo xuống. Cái của mình là sẽ có 3 thế để anh em gắn nha, anh em lưu ý 3 thế này là thế gác máy, cái thế này quan trọng lắm nha. Rồi ok nha anh em.